phần nắp nhé các em nhé. Phần nắp của chúng ta sẽ là 2 cm, anh sẽ kẻ 2 cm phát triển xuống nhé. Đó, 2 cm nó sẽ đến đây. Đó. Centi 4 centi rưỡi nữa bằng 10 centi. Đó, anh sẽ kẻ để chúng ta thì nữa ta vẽ cái phần quai cho nó dễ đấy các bạn. Bây giờ anh sẽ thể hiện cái phần quai nhé. Thì ở đây, đây là cái phần nắp, thì cái chiều ngang của cái nắp, chiều ngang của cái nắp này nó sẽ là 2 cm các em ạ. 2 cm thì anh sẽ đặt thước, anh lấy sang hai bên mỗi bên 1 cm nhé. Đó, mỗi bên anh lấy 1 cm. Đó. Đây sẽ là cái phần nắp nhé các em nhé. Đây là phần nắp của cái trái comfor này. Đó. Ok. Đó, từ cái phần nắp này xuống ta sẽ chẻ kẻ chéo xuống nhé. Anh sẽ lấy dịch ra bên ngoài này một chút, khoảng một nửa ly. Anh sẽ đưa xuống cái phần mà chúng ta lúc trước chúng ta đã kẻ một phần đấy. Đó, hai bên chúng ta sẽ kẻ xuống một đường. Đó, ta sẽ đưa vào cái phần mà chúng ta đã đặt thước trước. Sau đó thì cái phần này anh sẽ kéo thẳng xuống đây. Xuống dưới này anh sẽ cho hơi cong một chút. Ở cái góc này anh sẽ cho hơi cong vào một chút. Đó, ở đây chúng ta sẽ, bây giờ được rồi thì chúng ta sẽ sửa lại nhé. Chúng ta sẽ cho cái đường này nó lượn ra một chút nhé các em nhé. Đó, khi kéo thẳng xuống đến phần dưới này rồi, phần khoảng một nửa nhé, ta sẽ cho nó lượn, ta sẽ cho nó lượn ra một chút. Đó, và ta cho xuống quá bên dưới cái vạch lúc đầu chúng ta đánh dấu nhé. Cho xuống dưới này khoảng 1 cm. Đó, tương tự bên này chúng ta cũng làm y như vậy. Ta sẽ lượn ra, lượn xuống, xuống cách khoảng 1 cm. Đó, rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ kéo thẳng xuống. Ta sẽ kéo thẳng xuống đến phần đó, đến cái phần mà ta đánh dấu lúc vừa rồi đấy. Phần thêm 4 cm rưỡi nữa. Ta sẽ đưa vào trong này. Ta sẽ đưa vào trong này một đường xuống. Sau đó ta cho dịch xuống dưới một chút. Đó, ok. Ta cho xuống khoảng 1 cm nữa. Rồi bây giờ ta vòng sang bên trái nhé các em nhé. Ta vòng cái điểm mà chúng ta đánh dấu lúc ban đầu nhé. Đây là cái đường kẻ ngang này các em nhìn thấy không? Ta sẽ kẻ, ta sẽ vòng sang cho đến gần cái đường tâm nhé các em nhé. Cách đường tâm khoảng 4 cm. À anh xin lỗi, khoảng 4 mm. Thì ta sẽ kéo xuống, ta kéo xuống, kéo xuống và ta lại kéo ra ngoài. Đó, ta kéo ra ngoài cách cái điểm tay cầm này khoảng 1 cm nhé các em nhé. Sau đó thì ta sẽ đánh tròn lại, tròn cái góc này lại. Anh xin lỗi, cái phần này của anh đã sai. Chúng ta sẽ cho nó dịch lên trên một chút nhé. Chúng ta sẽ cho nó dịch lên phần phía trên này một chút. Đó, cho nó lên ngay đây thôi. Cách khoảng 5 cm thôi. Là 5 mm thôi. Đó. Nếu không thì nó sẽ bị ấy quá. Và cái phần tay này nhá, chúng ta cũng sẽ thụt lên. Sao cho cái phần từ cái phần eo của cái chai này dịch lên tới cái tay cầm nó vào khoảng 1 cm nhé các em nhé. Đó, vào khoảng 1 cm. Rồi ok, anh sẽ xóa đi cái đường kẻ lúc ban đầu. Đó. Và ở đây anh sẽ vẽ cái nắp thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại ở phía trên nhé, từ cái nắp lúc ban đầu ạ, từ cái nắp lúc ban đầu đây nhé các em nhé. Đây này, cái chai comfor của chúng ta nó có hai lớp nắp, một lớp nắp bên dưới bé, lớp nắp trên cao này các em này. Đấy, các em nhìn thấy không? Đó, bây giờ ta sẽ vẽ cái lớp nắp trên cao này nhé. Ta sẽ kẻ vào phía trong khoảng 3 ly, ta kẻ thẳng lên một đường khoảng 1 cm nhé, cách cái đường kẻ ban đầu khoảng 3 ly. Ta kẻ lên khoảng
chỗ này nó phải là cm rưỡi các em ạ. Nó sẽ là 1 cm rưỡi. Đó, cũng được, không sao cả. Ok, như vậy là ta đã vừa phát được cái khung của cái chai comfort rồi đấy các em ạ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số các cái chi tiết. Thì ở đây thì anh sẽ xóa đi, anh sẽ xóa đi các cái đường chì này và anh sẽ vẽ lại nhé. Anh sẽ xóa đi các cái đường chì và anh sẽ vẽ lại. Chai comfort của chúng ta nó hơi to so với cái khổ mà cái máy quay của anh nó quay. Nên là các em cố gắng thông cảm nhé. Đó. Anh sẽ vẽ lại cho nó rõ cho các em nhìn. Đây là phần phía dưới của chai comfort. Cái này ta mới thước tất cả cho nó nhanh mà nó lại thẳng. Đó. Nó sẽ như thế này nhé các em nhé. Ok. Đây là chai comfort của chúng ta đã dần hoàn thiện cái phần khung rồi. Chúng ta chỉ cần tô cho nó đậm thêm và tô màu nữa thôi. Đây là cái phần nắp đấy các em ạ. Đó. Chúng ta sẽ xóa, anh sẽ xóa đi cái đường kẻ ban đầu của chúng ta đi. Xóa nó đi. Đó. Bây giờ anh sẽ dùng chổi lông để anh quét. Trong đấy anh thấy vẫn còn cái đường chì. Sẽ vẽ lại cái phần đấy nhé các em nhé. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái mảnh tem nhé. Đây này. Cái tem của cái vỏ chai comfort này à, trước hết chúng ta sẽ vẽ cái phần này nhé. Cái phần cái ô đỏ đỏ này lại là anh sẽ gấp tờ giấy lại anh vẽ cho các em thấy nhé. Đó, cái phần này thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình bán nguyệt nhé, một cái hình bán nguyệt bắt đầu từ phía bên đó, cái bên cổ này ta sẽ vẽ sang, ta vẽ sang cho nó có cái đuôi. Đó, đó, nó sẽ tựa tựa như thế này đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại nhé. Đó. Đó. Mình sẽ xóa cái đường này để cho các em nhìn cho dễ nhé. Ok. Đó. Và tiếp tục ở phía dưới này nó cũng sẽ có một cái hình như thế này nữa. Cái chỗ phần này nó bị cái chai ở cái chỗ này nó lõm vào các em ạ. Đó. Phần này ta cứ tô đậm được. Như là màu đen mà. Tí nữa chúng ta sẽ còn phải tô màu nữa. Đó, thì như vậy là anh vừa vẽ xong cái phần trên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần dưới nhé. Cái tờ giấy này của anh nó anh vừa gấp. Tuy nhiên nếu anh không gấp thì anh sẽ không vẽ được cho các em nhìn được. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần tem này nhé các em nhé. Đó, phần tem này chúng ta sẽ bắt đầu từ phía trên gần với lại cái điểm mà lúc đầu chúng ta vẽ cái. Ta sẽ vẽ xuống, cho nó chéo xuống một đường nhé các em nhé. Ok, ta sẽ cho nó chéo xuống. Và ngang ra, đó, chạy theo cái thân của cái chai comfort nhé các em nhé. Đó, cái phần này. Cho nó xuống. Nó đứng theo cái thân của cái chai comfort đấy các em ạ. Ok, bây giờ ta sẽ cho nó vào gặp nhau. Đó, phần góc thì bao giờ chúng ta cũng cho nó tròn tròn một chút nhé.
nhìn cho nó khỏi bị gãy góc, nhìn nó khỏi xấu. Đó. Ok, bây giờ anh sẽ xóa cái đường kẻ của chúng ta lúc ban đầu đi. Thì ở cái clip này thì anh chỉ hướng dẫn các em vẽ tới cái khung này thôi. Sau đó thì ở clip sau anh sẽ hướng dẫn các em tô màu cho cái chai comfort này nhé các em nhé. Đó, đây là chai comfort mà anh đã tô màu rồi. Bây giờ thì clip này thì anh sẽ dừng ở đây. Anh sẽ hướng dẫn các em vẽ tô màu cho cái chai comfort của chúng ta ở clip sau nhé các em nhé. Các em chú ý quan sát và đăng ký kênh của anh. Đó, sau đó thì để theo dõi tất cả những cái clip mà anh vẽ nhé các em nhé. Anh clip của anh thì chủ yếu là vẽ những cái đồ vật dụng cụ dùng trong gia đình hàng ngày của chúng ta để giúp cho các em làm quen được với môn vẽ về sau này. Đó thì các em nhớ nhé. Còn bây giờ anh sẽ chào các em, hẹn gặp lại các em ở các clip sau.